cả nhà. Cuối tuần này tôi muốn tự tay mình nấu cho gia đình một món gì đó nhân dịp đặc biệt, nên hôm nay mình quyết định đi test thử trước xem sao. Và địa điểm tôi chọn chính là Ba Khương Mát Nhất Hương. Mình sẽ đến đây mua nguyên liệu để làm món chè dứa non. Mua bột lá dứa này, bột năng này, bột khoai tây này, dứa non, đường và kem phô mai lá dứa. Có cái hộp kem thần thánh này rồi thì khỏi phải lo phần nấu cốt, chỉ việc làm topping thôi. Giờ thì mình cùng nấu nào. Cho dừa non thái hột lựu vào đun rồi vớt ra trộn với bột và tiếp tục đun cứ như vậy tầm 3 lần là được. Giờ chỉ cần lấy đá, cho topping vào, đổ kem lên, rắc một chút dừa sợi. Rồi chúng ta cùng quánh chén nó nhá. Hương vị của nó đâu có thua kém bất kỳ một món gì ở ngoài quán đâu. Rảnh rỗi mọi người hãy cùng tôm đi loanh quanh xem có gì chơi không nhá. Đây là tầng 6 khu hội trường tổ chức sự kiện của Nhất Hương. Đội nào đam mê làm bếp mà lên đây nhìn thấy thì đúng thật là thích không cưỡng lại được. Đi loanh quanh một hồi tay chân run nảy bẩy, ăn được cốc chè đúng là sướng hết cả người. Mọi người có cơ hội thì hãy thử đến đây một lần cho biết nha. Bye bye. Ai mang cục trà Vinh không? Ai mang cục trà Vinh nào? Trời ơi ăn giết mà giờ nói giọng trà Vinh luôn rồi nè. Măng cụt này tôi mua trên Shopee Farm đó. Mà thôi thôi thôi, nói giọng bác đi. Đấy, măng cụt quá ư là tươi ngon luôn. Và hôm nay tôm sẽ làm món chè măng cụt nhá. Mình cần chuẩn bị một ít lá dứa, làm sạch đi rồi cắt khúc nhỏ ra cho dễ xay nha. Mình làm cái nồi nước trước rồi xử lý quả măng cụt kia sau nhá. Cắt xong lá dứa rồi thì mình cho vào xay, bỏ thêm một chút nước nữa xay cho dễ. Nhà ai không có máy xay thì đành phải giã thôi chứ làm sao bây giờ. Nước lá dứa mà nấu chè thì nó lại thơm cực kỳ luôn ý. Rồi và giờ thì mình cần lọc cái bã ra, lấy nước của nó thôi, bật bếp vào đun. Khi nào nó sủi bọt thì nhớ hớt bọt ra rồi mới cho đường nhá. Đáng lý là phải có đường nâu thì ngon hơn, nhưng không có thì đành dùng đường trắng cũng được. Ok ok, giờ là đến lượt cô em mang cụt lên thớt nào. Kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé. Là lúc đầu tiên mình ăn cái quả này, mình gặm cái vỏ tím tím bên ngoài này và thấy nó chát xít, chả ngon, chả ra làm sao cả. Ôi mãi sau thì mới biết là phải ăn cái hạt trắng bên trong, ngố tàu lắm luôn ý. Tách được hết hạt ra rồi thì mình sẽ lấy bột năng và trộn đều cùng hạt nhá. Giống như là mình làm măng cụt để thay cho chân trâu ấy. Đặt một nồi nước sôi lên. Khi nào nó sôi nước thì thả hạt đã năn bột vào. Để tầm 3 phút là có thể vớt ra. Chú ý là khi vớt ra phải cho vào nước lạnh luôn để tránh các hạt nó dính cứng chặt vào nhau. Thế, công tác chế biến vậy là xong xuôi đấy. Mình để một lúc cho nó nguội rồi lấy cái cốc cho thêm đá mắt lạnh vào. Đấy, cho nó sảng khoái không? Bây giờ là cho măng cụt vào này, đổ nước dứa lên này, rồi đến nước cốt dừa, dừa xay, trang trí thêm một chút nữa để nhìn kiểu tranh giả hơn, hiểu không? Ok, và giờ thì đã đến đoạn thưởng thức rồi đây. Măng cụt nấu chè ăn chua chua, ngọt ngọt lại bùi bùi vì có bột năng bao quanh. Cộng với nước dứa thơm có đá mát lạnh nữa. Mùa hè mà có cái cốc chè măng cụt ăn giải nhiệt thì đúng là không còn gì mà tuyệt hơn ấy. Mọi người mà muốn ăn măng cụt chất lượng như tôm thì cứ lên Shopee Farm là có nha. Ok, chào tất cả mọi người. Hôm nay mua được túi nhãn trên Shopee Farm, vội vàng phải khui ngay thôi. Nhãn quả to, mã đẹp, cùi dày, ngọt. Phải làm ngay món chè long nhãn, ăn cho nó lạ mồm. Đặt bếp luộc hạt sen trước. Trong lúc đợi hạt sen thì mình lấy nhãn ra và tiến hành tách hết phần dính vào thịt quả rồi khéo léo kẹp hạt bỏ đi. Lúc này thì hạt sen đã chín rồi, ta múc riêng hạt sen ra bát khác, nước luộc ta giữ lại và tiếp tục lấy nước đó đun nhá. Bỏ đường phèn vào đun cùng. Khi đường tan hết rồi thì mình bỏ hạt sen vào tiếp tục đun cùng đường. 10 phút trôi qua và hạt sen đã chín như rồi. Giờ mình sẽ dùng cái hạt sen này nhét vào giữa quả nhãn đã tách hạt nha. Mình bỏ nhãn đã lồng hạt sen vào đun cùng nước đường vừa rồi. Đợi thêm 5 phút nữa là đã có thể oánh chè. Nhớ bỏ thêm sữa dừa để bát chè thơm ngon hơn. Và không thể đợi lâu thêm được nữa, mời tất cả mọi người nhá. Blem blem. Hạt sen bở ở bên trong, nhãn ngọt thanh bên ngoài. Mình đã thành công rồi mọi người ạ. Ai ăn chè không, tôm ship cho nhá. Thưa các anh chị em, cô dì chú bác, hôm nay tôm quyết định thử một lần làm món chè mà mình rất là yêu thích, đó chính là chè bưởi. Trước khi làm đến quả bưởi này thì đợi tôm ngâm đỗ trước nhá. Ai muốn nhanh thì nhớ ngâm bằng nước ấm nhá.
Loại bưởi làm chè này lên là bưởi da xanh vì cùi của nó dày, gọt hết lớp xanh đi và giữ lại phần trắng thôi. Sau khi mình tách nó xong rồi thì ta lấy phần cùi trắng thái nhỏ hạt lựu. Nhìn từng cái hạt trắng hồng xinh không này. Mọi người đặt một nồi nước sôi, bỏ chút muối vào và đổ cùi bưởi mới thái xong vào trần qua để khử đắng nha. Để tầm 1 phút thôi là phải nhấc ra xả nước lạnh ngay, bóc kỹ cho nó ra hết chất đắng. Đến khi nào mà ráo nước thì thôi. Công thức này cũng là mình học ở trên mạng đó. Tiếp đến là mình pha nước với đường và bột năng loãng, rồi đổ cùi bưởi vào ngâm cho nó thấm vào nhau. Pha tỷ lệ sao cho mình vừa miệng ăn là được. Trong thời gian chờ chúng hòa quyện vào nhau ấy, thì mình cùng đi bắc nồi hấp đỗ xanh nhá. Thề là công đoạn làm nó lích kích lắm luôn ấy. Thôi thôi, không được nản, làm đến đây rồi thì phải chiến tiếp chứ. Một tiếng đã trôi qua rồi và giờ là lúc mình chắc hết cái nước ngâm bưởi đi nha. Giữ lại cái thôi, để trên giá một chút cho nó ráo nước. Mình tranh thủ đi múc đỗ ra. Rồi thì là lấy bưởi vào trộn cùng đường và bột năng thêm lần nữa. Đến cái đoạn này là mình đói lắm rồi đấy. Bắc tiếp một nồi nước sôi, thêm đường vừa ăn. Cho chỗ cùi bưởi đã lăn cùng đường và bột vào đun. Nhớ là phải khuấy thật đều tay và khuấy liên tục đấy nhá. Chứ nếu không là phía dưới sợ nó sẽ bị dính vào và khét, khi đó sẽ không còn ngon nữa. Sau khi sôi tầm được 3 phút rồi thì chúng ta bắt đầu cho hạt đậu xanh vào. Đấy, đồ của nhà trồng được cho nên là cứ cho thoải mái vô tư đi. Mình lỡ tay đun cái nồi chè to quá, chỗ này chắc phải cho cả xóm ăn mất. Ok, giờ mình sẽ tắt bếp, bật cái quạt lên cho nó nhanh nguội. Đến đây là coi như xong rồi đấy. Và còn chần chừ gì nữa mà không lấy ngay cốc đá, múc chè vào và đổ thêm nước cốt dừa là có thể oánh chén rồi. Mời tất cả mọi người ăn cùng tôm nhá. Wow, thơm, ngọt, đậu đã chín dừ, bưởi ăn không còn vị đắng nữa. Ơi, mình đã thành công rồi cả nhà ơi, cả nhà chúc mừng tôm đi ạ. Măng măng. Chào xin các tình yêu nhá. Và hôm nay tôm sẽ dẫn các bạn đi tìm quán chè của chị Nguyệt Thảo Mai. Nếu ai còn chưa nhớ ra chị Nguyệt Thảo Mai là ai ấy, thì đó chính là mẹ đẻ ra câu nói quốc dân: em đã làm gì có người yêu, em còn đang sợ ế thế này. Qua một hồi đi hỏi đường với sự chỉ dẫn tận tình của người dân thì tôm cũng đã tìm ra được quán rồi đây. Quán chè tên là Chè Huê nhé mọi người. Bây giờ người bán tại đây là anh Điệp. Mình gọi ngay hai cốc chè thập cẩm cho mình và cameraman nữa. Đấy, bây giờ là cùng khoáng lên cho các thứ nó trộn đều vào nhau rồi măm măm thôi. Để nói về hương vị của nó nhá, nếu như mình là chị Nguyệt Thảo Mai thì chắc chắn mình sẽ nói là: ôi anh ơi, chè anh nấu bằng công thức gì mà nó lại ngon thế. Nhưng không, theo bản chất là tôm thì xin lỗi anh chủ là chè nó cũng chỉ bình thường thôi ạ. Em đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không ăn hết nổi một cốc. Thôi thôi, ăn chán ăn chê rồi thì bây giờ đến cái màn trả tiền để về thôi chứ nhở. 15.000 một cốc và 2 cốc là 30.000 nha mọi người. Thế nhá. Hello các tình yêu nhá. Bây giờ tôm sẽ dẫn mọi người đi ăn lẩu. Là lẩu kem, hề nghe lạ lắm đúng không? Thì không lạ lắm. Vào quán ngồi dở menu ra làm mờ một tí rồi dõng ra gọi to: anh ơi, cho em một lẩu kem to xịn nhất quán anh nhá. Có đồ đi rồi. Cách bài trí là mình chim ưng đấy. Có 9 viên kem đủ sắc màu và mỗi màu là một vị khác nhau. Có hoa quả và bánh kem đầy đủ. Đặc biệt là có một cốc sô-cô-la được đặt trên một ngọn nến. Kem mình sẽ múc rồi nhúng xuống sô-cô-la. Phần sô-cô-la dính vào kem gặp lạnh sẽ đông cứng vào luôn. Ăn vừa mát lạnh vừa mềm lại còn cưng cứng, rất là lạ miệng. À còn nữa, mình nghĩ đây không phải là món ăn dành cho người giảm cân đâu nhá. Ăn cái này phải thật nhanh bởi vì kem nó nhanh chảy quá. Chỉ sau 10 phút là kem và sô-cô-la nó không còn được như ban đầu nữa. Đó chỉ góp ý nhiêu đó thôi, còn lại là ok hết nhá. Đáng ra chỗ này phải gọi 3 người ăn mới hết. Tổng thanh toán tất cả chỗ đấy là 265.000 nha anh em. Ok, thế nhá. Chào cả nhà nhá. Hôm nay mua được quả mít Thái ở Ngon Việt Nam trên Shopee, nên là tôi quyết định sẽ làm mấy món đồ ăn vặt từ mít cho nó mới nhá. Quả mít to thế này thì mình chỉ cần bổ ra lấy 1/8 quả là được rồi. Đầu tiên là mình tách lấy múi mít. Mít Thái rất thơm và ngọt, múi nào ra múi nấy. Tách xong múi rồi thì ta giữ lại phần vỏ để làm thêm một món nữa nhá. Ê, không đùa đâu. Đầu tiên ta sẽ cạo hết phần gai ở vỏ đi rồi rửa sạch. Thái miếng nhỏ vừa ăn và trộn với bột chiên. Và sau đó là bắc chảo lên chiên ngập dầu thôi. Thấy lạ lắm phải không? Cứ thử đi rồi mới biết nó ngon thế nào. Thơm quá. Nhìn miếng mít Thái vàng rộm nhìn quá là mờ lem luôn ấy. Chiên xong vỏ rồi thì chúng ta lấy múi mít đã tách, lấy thêm sữa tươi và cho tất vào máy xay để làm sinh tố nha. Và giờ chỉ cần lấy cốc, bỏ thêm chút đá, đổ sinh tố lên và ten 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 ten. Món ăn vặt từ mít Thái đã xong rồi đây. Sinh tố thơm, mát lạnh, vỏ mít chiên thì ăn không khác gì.
gì khoai lang chiên cả. Bên ngoài giòn, bên trong mềm, chấm với tương ớt thì đúng đỉnh của chóp luôn. Đấy, mọi người thấy không? Cứ thử đi rồi mới biết ngon thế nào nhá. Mời nhá. Xin chào mọi người nhá. Ôi sao mà thời tiết nó lại nắng nóng thế nhở? Không thể chịu nổi nữa rồi, phải làm món gì giải nhiệt mới được. À đúng rồi, làm kem sữa chua túi nhá. Ôi cái món này thì nó lại cá một tuổi thơ. Để làm được cái món này thì mình phải cần chuẩn bị sữa tươi này, sữa đặc này, sữa chua. Và đương nhiên không thể thiếu được túi đựng và còn cái nịt. Ta đổ sữa tươi, sữa đặc vào, tùy độ ngọt mọi người thích mà cho nhiều hay ít. Cho sữa chua để tạo men nhá. Và sau đó là khuấy đều, càng đều càng kỹ càng tốt để chúng tan ra và hòa quyện lại vào với nhau thì khi ăn nó sẽ càng ngon. Giờ thì là phần cho vào túi và buộc nịt cố định thôi. Cho sữa già nửa túi thôi nhá, chứ nhiều quá là lúc buộc khó lắm nha, nó lại còn không được đẹp nữa. Ok xong, và giờ mình sẽ bỏ tủ lạnh cho đông là sử dụng được nhá. Thời gian thấm thoát thôi đưa, và kem sữa chua bây giờ đã xong rồi đây. Mặc lạnh luôn, có ai thích ăn mà thích kiểu cắn gắp túi như mình không nào? Mời mọi người nhá. Chào tất cả mọi người. Là người Bắc Giang là phải biết ăn vải nhá, mà không phải người Bắc Giang thì cũng nên ăn vải đi. Mấy ngày vừa rồi thấy mọi người làm nhiều cái món vải lạnh rồi đổ nhân sữa vào trong nên mình cũng thử làm xem sao. Thử xem sao nó lại hot như thế. Đầu tiên là mình phải khéo léo bóc vỏ và tách hạt vải ra khỏi phần thịt quả. Cái này mình phải thật tỉ mỉ và cẩn thận để lõi trong nó không bị rách nhá. Nhìn mọi người làm dễ mà sao mình làm thấy khó dã man ấy. Mình tách nửa tiếng mới được tầm 15 quả đi này. Bây giờ thì tôm đã chuẩn bị hẳn 3 loại sữa khác nhau để làm nhân rồi đây. Sữa đặc này, sữa chua này và sữa tươi nữa này. Giờ mình sẽ đổ sữa vào trong quả vải đã tách vỏ và hạt nhá. Về cái khâu này mình hơi vụng nên nó bị dây dưa ra ngoài một chút, mọi người thông cảm cho mình nhá. Xem nào, 5 quả nhân sữa đặc, 5 quả nhân sữa chua và 5 quả nhân sữa tươi. Ok, bây giờ thì chúng ta phải bỏ vào tủ lạnh, đưa vào ngăn đá, chờ khoảng vài tiếng đồng hồ nhá. Tên tên, kem vải lạnh đã có rồi đây. Rồi, sữa bên trong đã đông lại hết rồi này mọi người này. Vải đã cứng lại thành kem rồi, cầm bút hết cả tay luôn. Mình mời mọi người nhá. Vải nhân sữa đặc thơm ngọt khé cổ luôn á. Nhưng mà với những cái người gầy như mình ăn thì lại rất tốt đấy. Vải nhân sữa chua thì ăn rất là thanh, mình nghĩ nó sẽ hợp với nhiều người nhất bởi vì cực kỳ là dễ ăn, dễ tiêu hóa. Vải nhân sữa tươi thì thơm và đậm đà nhất luôn vì sữa đã ngấm hết vào thịt quả rồi. Mùa hè mà được ăn đĩa kem vải lạnh thế này thì đúng là nhức nách luôn, không còn gì để nói luôn. Ai chưa từng được ăn vải kiểu này thì còn chần chừ gì nữa mà không thực hành ngay đi, bởi vì nó ngon tuyệt cú mèo luôn nhá. Ok bye bye. Anh Tôm ơi, anh hãy nấu ăn giống như icon đi. Ok, bây giờ tôi sẽ mở tin nhắn ra và ấn bất kỳ một icon nào đó. Ấn phải cái gì? Nấu cái đấy nhá. Dưa hấu á? Để mà ăn dưa hấu không ý, thì nó lại đơn giản quá. Nên là Tôm sẽ quyết định làm một cái món mà là dưa hấu nhưng không phải dưa hấu. Không phải dưa hấu mà lại là dưa hấu. Đấy, xoắn não chưa? Theo như mọi người thấy thì Tôm đang có chanh và sting ở trên bàn. Nó có công dụng gì thì cứ từ từ mà xem nhá. Cứ bổ đôi quả chanh ra rồi móc hết múi nó cái đã. Làm đoạn này nhìn vậy thôi mà khoai phết đấy. Đã thế nếu không khéo thì sẽ bị rách vỏ chanh vì vỏ chanh rất là mỏng manh. Và thành quả là đây. Nhìn những chiếc vỏ rỗng cứ như là mấy cái gáo mini ấy nhở. Mang nó đi rửa sạch. Và tiếp theo là đặt bếp, đổ nước sting vào nồi. Chắc chắn là không thể thiếu được cái gói bột cá dẻo để làm đông rồi. Đổ vào ngay từ khi nước còn lạnh nhá. Bếp để nhiệt vừa phải. Bắt đầu đảo thật đều tay, đảo điên cuồng, đảo liên tùng tục để bột không bị vón cục. Nếu không sẽ bị mất thẩm mỹ đấy. Khi nó sôi tầm 3 phút là được rồi. Nhanh chóng lấy thìa múc nước thạch đổ vào quả chanh. Đổ khéo cho thật vừa miệng vỏ nhá. Nhiều quá là sẽ bị tràn ra ngoài đấy. Tên tên, sắp thành hình rồi nè. Có điều là hơi vụng cho nên là nó vẫn cứ bị mấy cái bong bóng ở trong ấy. Nói chung là thế này là đẹp mắt rồi nhỉ. Sau khi bỏ tủ lạnh tầm 15 phút là nó đã đông lại rồi. Và giờ là đến phần hoàn thiện. Mình dùng hạt vừng đen để trang trí thành những chiếc hạt nhỏ xinh xắn nhá. Rồi còn là cắt miếng tạo hình sao cho giống với mẫu nhất. Tên. Xong rồi mọi người ơi, mọi người ơi. Một đĩa dưa hấu mini làm từ sting và chanh. Sting tạo màu đỏ tươi quá đẹp. À, sao nào mọi người, chuẩn icon dưa hấu chưa? À, có điều thì khi ăn thì nó hơi vị đắng bởi vì là vị của vỏ chanh nó tiết ra. Ok nhá, mọi người chấm điểm đi ạ.
Thời buổi các hàng quán đóng cửa hết như vậy thì muốn ăn phải lăn vào bếp thôi. Hôm nay mình sẽ làm món tàu phớ quen thuộc từ những hộp sữa đậu nành này nha. Các bạn không nghe nhầm đâu. Chỉ cần có bột đông thì mọi vấn đề đều là dễ. Cho một lượng nhỏ bột vào rồi khuấy đều với sữa đặt trên bếp. Từ lúc nguội cho đến khi sữa sôi là có thể đổ ra bát rồi. Không thể thiếu được thạch topping cho bát tàu phớ thêm hấp dẫn. Mình sẽ dùng cà phê để làm nguyên liệu nhá. Nhà có gì thì dùng lấy vậy. Công thức làm thì vẫn như trên thôi. Và cuối cùng, phần quan trọng không kém đó chính là làm nước đường. Ta cho đường cát trắng vào chảo đảo đều, đến khi nào nó ngả sang màu vàng cánh gián thì ta đổ nước vào. Khi nước sôi lên thì cũng là lúc đường tan hết, lúc đó ta sẽ có được một bát nước đường màu đẹp như vậy đây. Tên tên tên, và tất cả đã đông hết rồi, giờ là lúc chúng ta thưởng thức thôi. Thêm đá để mát hơn này. Sữa đông vào tuy không được mịn như tàu phớ ngoài hàng, nhưng mà thơm thì nức mũi luôn. Cắt thạch cà phê ra từng mảnh nhỏ cho thành hạt lựu và múc hết tất cả chúng vào cốc. Wow, quá là hấp dẫn luôn. Cuối cùng là chan nước đường lên và thưởng thức thôi. Ngon quá. Nước đường ngọt, cộng thêm thạch cà phê mát lạnh nữa. Mời tất cả mọi người nha. Hello anh em nha. Đấy, hôm trước có bạn nào yêu cầu làm thạch thanh long thì vào nhận hàng đi nhá. Dạo này mình lại cứ thích chiều mem ý nhỉ. Làm hẳn hai quả, một đỏ một trắng luôn cho đủ bộ nhá. Đầu tiên là tôm sẽ lấy thịt quả ra này, khéo léo để chút nữa mình lấy bỏ làm khuôn nha. Sau khi lấy được lõi ra rồi thì đương nhiên là sẽ phải mang đi xay nhuyễn nhá. Hôm nay đúng là ăn ở tốt nên mua được hai quả, quả nào cũng ngon, mọng nước, căng tròn ngọt lịm. Giờ là bắt nồi đun nhá. Nhớ là ngoài nước quả ra thì còn phải cho thêm nước đường. Và thứ không thể thiếu đó chính là bột làm thạch nữa. Bật bếp chế độ riu riu thôi. Tay khuấy thật đều tránh cho bột nó bị bón cục. Sau khi sôi tầm 3 phút thì mình đổ vào khuôn. Nhìn nước thạch hấp dẫn không này. Giờ mình để ở ngoài một chút cho nó nguội, rồi sau đó mới bỏ tủ lạnh được nha. Tên tên, hơn 2 tiếng đã trôi qua và bây giờ là đến giờ hưởng thụ. Nhìn đâu có gì khác một quả thanh long nguyên vẹn đâu đúng không? Sánh mịn, thơm mát, còn đẹp mắt nữa chứ nè. Ai muốn thử thách Tôm làm món gì thì hãy comment đi, Tôm không ngán đâu nhá. Bây giờ đi, mời mọi người nhá. Hello cả nhà nhá. Mấy hôm nay thấy mọi người làm món thạch dưa hấu ngon quá nên là mình cũng ham, chạy ngay ra chợ làm quả dưa về thử luôn mới được. Mình sẽ bổ đôi quả dưa theo chiều dọc, múc hết phần lõi đỏ ra bát này. May quá mua được quả dưa vỏ mỏng. Sau khi ăn nạo được lõi hết ra rồi thì mình cần phải đem nó đi xay nhá. Nhà nào mà không có máy xay sinh tố thì dằm ra cũng được. Mình nhớ phải lọc bã đã. Và đương nhiên là không thể thiếu được gói bột làm thạch rồi. Đổ bột làm thạch vào cùng với nước dưa rồi đảo đều. Nếu không thì bột nó sẽ bị vón cục vào đó. Nhớ là phải để chế độ nhiệt nó vừa phải thôi đấy. Khi sủi rồi thì mình sẽ hớt bớt bọt ra và đổ nước thành phẩm vào vỏ dưa lúc nãy. Bây giờ thì mình phải đợi nó nguội rồi mới bỏ vào tủ lạnh được. Và bây giờ đã đến phần thưởng thức thành quả của mình làm ra rồi đây. Từng miếng thạch dưa hấu mát lạnh, thơm ngọt cực kỳ luôn. Không biết có phải do tự tay mình làm nên cảm giác nó ngon hơn bình thường không nhỉ? Thôi kệ, dù sao thì mình cũng thành công rồi. Mời mọi người nhé. Việt Nam tôi ơi, cố lên nhá. Ngày xưa thì ông cha ta đã anh dũng bảo vệ mảnh đất hình chữ S này. Đến hôm nay, thế hệ chúng ta cũng đang phải đối đầu với một cuộc chiến chống dịch Covid. Con Covid này đã khiến dân ta lao đao suốt cả một thời gian dài. Người mất việc, người phá sản, đau lòng hơn là có những người đã bỏ ta mà ra đi mãi mãi. Qua clip này, mình xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến những y bác sĩ, những chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch đã không quản ngại nguy hiểm, vất vả ngày đêm giữ đất nước chúng ta được khỏe mạnh. Ngay lúc này, người dân chúng ta hãy ý thức chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị của nhà nước để những chuyện xấu hơn sẽ không xảy ra. Mọi người yên tâm là sẽ không ai bị bỏ lại ở phía sau. Lá lành đùm lá rách đùm lá tả tơi đã là một trong những đức tính tốt đẹp của người Việt ta rồi. Mỗi người hãy cùng nhau cố gắng nhá. Tôi cố gắng, bạn cố gắng. Tôi tin rằng một ngày không còn xa nữa thì chúng ta sẽ chiến thắng bệnh dịch mà thôi. Tôi yêu Việt Nam. Hôm nay mình sẽ kể về một lần lươn lẹo của mình đối với mọi người. Chuyện là cái thạch trứng cút đinh này này. Mình là thấy rất nhiều bạn comment là hãy kiểu như là review nó đi. Thế nhưng mà sau khi mình kiểm tra thì thấy giá ship nó đắt gấp 5 lần cái sản phẩm này. Thế là thôi mình không mua. Tình cờ thế nào hôm nay đi ăn sáng lại thấy nó bán rất nhiều ở cổng trường học luôn. Đấy này. Để xem cái này nó có gì đặc biệt mà mọi người lại yêu cầu nhiều đến vậy. Đó, mọi người nhìn này. Như mọi người thấy thì cái viên thạch trứng này nó được đựng trong một cái khay được tạo hình cái chảo bằng nhựa. Cũng kéo lên dưới bỏ nó ra này. Ở bên dưới người ta cho một cái xẻng này. Một cái xẻng để xúc thạch. Còn cái gì nữa đây? Popping candy à? Có lẽ là đây là cái loại kẹo để mà rắc lên trứng nhá. Ok, để bây giờ mình sẽ khui. Ui, nước nó bắn ra này. Không cẩn thận là bẩn hết ra tay luôn. Thực ra là nhìn nó không giống trứng chiên. Nhìn nó giống như là trứng trần hơn. Mình sẽ bóc kẹo để rắc lên đây.
khi rắc kẹo vào đây thì nó sẽ nổ xèo xèo xèo, cảm giác như là mình đang chiên trứng ấy. Cái này là mình dùng sai rồi, lần hai này mình sẽ dùng lại là chuẩn luôn. Bây giờ thì mình đã hiểu lý do tại sao các bạn nhỏ lại rất thích cái viên thạch trứng pudding này. Bởi vì thứ nhất ấy là nó đẹp mắt này, nó lạ này, nó dễ thương này, và nó rẻ nữa, rất là phù hợp cho với cái túi tiền ăn vặt của học sinh mà bố mẹ mình phát mỗi sáng. Thì thay vì là ăn xôi, ăn bánh mì thì mình sẽ mua cái thạch trứng này. Nhưng mà đừng khoe với bố mẹ nhá, bởi vì là cái này chỉ nên ăn chơi thôi chứ không nên thay cho ăn sáng đâu. Mình sẽ thử ăn nó. Nó trơn quá. Trời ơi. Được rồi. Tôi đã chuẩn bị đây rồi, tôi biết là nó sẽ có cái ngày này mà. Trời ơi, cái này thì có mà chạy được giờ. Ngon. Đây là thạch có vị cam. Biết nó thú vị như thế này thì mình sẽ đặt nó sớm hơn ấy. Không tiếc tiền ship làm gì cả, bởi vì cái món này nó ngon. Nó buồn cười ấy. Ok, cảm ơn tất cả mọi người, những ai đã giới thiệu cho mình những cái món đồ nó cực kỳ là dễ thương này. Có những bạn nào biết những cái món đồ mà nó dễ thương hơn thì hãy comment đi. Bây giờ mình hứa là mình sẽ không lương lẹo nữa đâu. Mình sẽ đặt, mình sẽ review ngay và luôn. Ok, tôi uy tín. Với cái thời tiết này thì chỉ có lúc nào cũng nghĩ là sẽ làm món nước gì để giải khát thôi mọi người ạ. Này, mình sẽ làm món trà Thái nha. Đầu tiên là mình sẽ phải làm thạch trước. Các gói bột thạch như vậy bây giờ được bán rất là nhiều, giúp chúng ta đỡ vất vả và giúp ngắn được nhiều công đoạn hơn. Một gói này sẽ pha được với tầm nửa lít nước. Đổ bột vào khuấy đều từ lúc mới bật bếp đến khi nào nó sôi thì đổ ra khay luôn đi nhá. Tiếp theo là nấu trà Thái. Trà Thái thì cực thơm luôn. Một gói nhỏ nhỏ thế này thôi có thể pha được 1.5 lít nước đó mọi người ạ. Đun cho nước nó sôi rồi thả trà vào như là pha vậy. Để trà tiết hết các chất ra thì chúng ta sẽ lọc bã cho riêng nước ra một bát. Mở sữa đặc ra và pha ngay khi nước còn nóng nhá. Đợi sau 30 phút khi thạch đã đông và nước thì cũng đã nguội thì ta sẽ bắt đầu cắt thạch ra từng miếng nhỏ vừa ăn. Lấy đá bỏ vào cốc, cho thạch và nước trà vào thôi. Vậy là xong rồi. Một cốc trà Thái thơm ngon, thanh mát, uống ngon xoắn lưỡi đây cả nhà ơi. Có ai uống không tôm ship ngay cho nào. Nói thật là lấy lại mối tình cảm rồi đấy. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha.